Không đi em luôn à? Ủa đâu đâu béo? Hello béo, hello. Anh đâu? Trời ơi, mày biết liền. Trời, cái chát chát chát, không biết cái chát. Hề. Trời, anh mấy tháng rồi. Bật phải lồ. Trời ơi, bên kia rồi hát cho bên kia nghe. Vậy lồ, hát luôn. À, tao hiện thấy một điều lý thú nữa. Hello. Tao hiện một combo rất là lý thú. Đó là combo lướt 3 lần. 2 phải. Rồi, từ từ chiến đấu. Vậy mà, thiên chơi vậy mà. 2 phải AXX lướt 3 khúc. Sướng quá. Xem mình cứu tiếp. Jack đặt mình góc đau đúng không? Ê, cái lời đó. Thật là kiếm máy đây. Kiếm 2, ngon. Thực ra là tôi có nhiều, có nhiều ít vui nè. Ít mấy mấy thì tôi vui. Anh đã đi. Ngồi ngoài này cho thoáng thì phải vào trong kia bí quá đều. Như đắt hay là thiên gì mà được trả là tung á kìa đâu. Đâu đi cố được không nhỉ? Ừ. Nói nhiều vô nha. Trả à? Ờ. Mà phải tăng hình mới được. Tăng hình tung sai á. Vô dẫn giết trước hay sao? Sai á. À vô dẫn giết chưa? Hay là giờ vô? Hả? Cái ăn lữ đi tả mặt thế. Đi quả luôn á. Chẳng quy đi. Ok ok em anh tiếng lời. Anh tiếng lời. Anh tiếng lời. Mày. Vãi lồ. Ok, ok. Anh đâu rồi đâu mà, bây giờ nỉa rồi mà, nỉa rồi mà. Từ đó nỉa rồi mà. Bèo. À, rồi, anh hiểu tình cảm của em. Thì là anh. Thì con mẹ Huy. Thảo ơi. Ngon thương không? Thảo ơi. Sabi. Sabi điệt mẹ rồi. Chơi ngu ghê rồi. Tao đưa à đây. Thảo. Thảo ơi. Không muốn chơi vlog. Phải lâu. Nào, giờ đây, A, B, giờ đây. Ta có thiệp rồi. Ta có thiệp rồi. Cố tình đó. Đây là cố tình. Sao mày, sao mày? Có cơn mưa nào qua đây? Biết nữa nó có đâu mà. Có nhưng mà không ít gì. Sao trời trong xanh là thế? Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ giấc ngủ vui chiều, giữa đèn đài bỏ những dài sông mùa thu xuân thiết tha mùa xuân đi mãi em ghé qua dừng chân đứng lại đong đếm chi niềm vui nước mắt.
xanh ngay bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xuân sao trên hàng cây. Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ, có con sông nào dòng chơi cuốn theo đôi bờ mưa lũ. Sông mùa thu xuân thiết tha, mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại, đong đếm chi niềm vui nước mắt che vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xuân sao trên hàng cây. Trên dòng sông bao bình minh trói trang trên miền quê hương nắng gió, sóng giật thiên và đại dương rất say, trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ. Em ngồi ca hát một mình giữa vòng trời bỏ quê. Sông mùa thu xuân thiết tha, mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại, đong đếm chi niềm vui nước mắt che vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xuân sao trên hàng cây. Nhanh bạn. Nó cầm này ấy. Buồn nhờ. Nhưng mà buồn mà. Đây là mình lên đang mấy trăm kêu lùa rồi, sao phải chết hết đấy. Hey Alexa. Do I have any reminders today? Your reminder for today. Complete graffiti. Trộm nhìn anh khẽ
đạp xe nơi sân trường tóc mẹ buông dài lặng thinh anh ngóng trông đã lâu người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ gần lại bên bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tay lá, giờ chờ em là lo gì? Bên em ở, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi thừa vai. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em xa xuyến chợt nghe buồn. Bên anh với Thịnh mà đang xong chưa? Rồi coi cái coi. Bê cũng để rung màn hình nữa, từ từ khó khó để tắt rung á. Mẹ chứ. Rồi ok hay rung à. Chờ vừa chơi vừa rung. Xong chưa? Rồi đi. Để hai bên nhau mà đi. Ê quá trời bắt. Bắt.
Full, đằng sau bên trái. Khá đằng sau. Địch mẹ 170 binh. Địch mẹ 270 binh nè. Nó bật coi lồn. Không sao mà. Không sao đâu anh Kiệt. Đứng xa Nam. Ok. Hôm nay giọng Nam hay vậy. Không phải chỉ vì giọng Nam đâu. Hay cái đéo gì vậy. Ồ thế à. Ồ đó giọng Nam mà. Mấy bữa ngay giọng nó bị đi đó mà. Bị đi. Ôi ôi. Địch mẹ buôn, địch mẹ mày sao tắt rồi. Địch con mẹ kêu. Buôn, đứng sau bên trái. Thằng con què ngồi cạnh tao mà, giọng nó đấy, đéo giọng tao đâu. Địt búp huynh có tâm vãi luôn, thằng chó là búp huynh ấy. Xúc vật. Đéo tin được. Địt có mẹ đâu. Kêu. Ráp gì dưới, ráp gì dưới. Hello mày đi. Hello bốn. Bị kêu ở đây mày. Tự anh. Địt mẹ nào lên. Người ráp nó về giữa coi. Bốn này. Mày sao quá rồi. Địt mẹ đi. Ờ, bốn này. Bốn xe mà để mấy ông kia 10 tắt hết vậy. Gà vãi lồn bùn. Đâu ráp về. Ráp về mít đi. Ba cái bùn. Bây giờ con chắc bị bùn. Vãi lồn. Thế này thì ai dám vào. Bùn này. Từ sau bên đấy. Vãi ráp về chơi đó. Từ sau bên trái này. Đó, đi. Ok. Đúng 9 giờ kìa. Ráp đi mèo, ráp mèo. Ôi 200 ping. Ulac. Ôi, về 150 rồi, may quá. Gì vậy, Grab kiểu gì vậy, có biết Grab không? Grab bỏ thêm bằng 1 ấy. 2 1 với mẹ rồi. Hai có người gần chết. Ôn. Ôn bị về nữa các bạn. Ô đi, đi con mẹ mày. À, chân sau bên trái. Rồi, chân trước bên phải. Ơ, giờ chân nào để biết nữa. Chân giữa. Chân sau bên trái. Ok, chân giữa. Cái phút gì vậy? What the fuck? Không, gà. Đủ cháy hả? Tại gà thôi, đủ chết rồi. 95k máu còn chết. Thằng 85k máu không chết rồi này. Bốn, hello. Ta bị mắc cái điểm bắt buôn cho người. What the fuck? Con, từ. Rao buôn nè. Lấy buôn được rồi đó, lấy buôn được rồi. Sao bên phải. Sao bên phải. Mày nhảy mày luôn. Bùn gà vãi lồ. Bùn tới này. Chân sau bên trái. Chân sau bên trái. Chân sau bên trái. Đừng nghĩ nào, đừng nghĩ nào. Chưa ăn được bùn rồi. Đó bê tê cho, chuẩn bị đâu bê tê cho Nguyên thử thách rồi. Từ từ. 7 sách rồi, 8 rồi, 9 rồi. Đó, bốn này. Đừng chụp cú. Bà lỗ gào địch mẹ nó. Tung giờ, tung hết đâu. Quậy đi có mẹ, nó mà đếm được nữa chắc là 15 rồi đấy. Bốn đâu? Bốn rồi. À, bốn đâu? Bốn đâu, ok, bốn đâu à. Sao, mình khỏe mạnh mà. Em chịu 10 stack chắc phải 30 mấy giây rồi. Chưa, em còn 7 giây mà. Nóc đau kìa. Em còn 7 giây. Đâu, bút này. Okay. Mà. Quá 300 binh. Ông mẹ đó. Bút tiếp này. Nét ai bị gì vậy? Đâu, cho cứu. Để mày đến đây dài đi. Cái đây. 3, 2, 1. Cái đây. Đó luôn không? Không mở hoa đó đi. Tập hoa tăng bút đứa này. Chỗ cũ nha. Hàng nào không muốn chết thì tránh thôi cũ ra. Bài đó. Để không chết thì tránh thôi cũ ra. Mệt vãi nồi. Lồ mẹ nó bình đồ 300. Tin đi. Đâu?
Ôi đưa cái lót tay đi. Cố thế này. Tao cho cố. Cố cho cố. Ôi cái lùa thôi, chơi cũ chứ mới lùa cái gì. Cái đây còn hai stack này. Sao gì vậy? Sao gì chơi được? À, em thắc mắc bữa giờ rồi, bữa em cầm 3 binh làm bữa luôn. Từ từ, ghê đó. À, nhẫn gió này. Xưa nhỉ. Để mở dịch vụ ra coi. Xưa nhỉ. Để cho BM. Để cho BM. Hậu xin người cháy này, hậu xin người đó Phúc ơi. Bốn đi chạy vô, cửa sát lên. Hasagi. Em có lấy sâu tiêu này. Mày tắt mic à, tao tao nghe mày nói. À, mày đâu kém mic của mày đúng không? Đúng tin được. Tam vàng, Bèo. Bèo, Bèo. Nạp xin chạy giờ anh nhập tam vàng. Hello, hello. Bắn hai à? Có gì đấy, có gì đấy? Bắn hai đưa ra tam vàng. Có gì của con sư không? Có, bắn hai được tư. Đưa tam vàng luôn, Linh. Đâu, hello. Có gì của BM không? Đó, cứu mày à? Đứng mẹ, game đó. Đâu, có sư đưa đây. Khổ thân. Đéo ai cứu luôn. Ô, lô. Mẹ tao đơ luôn rồi. Đưa 100 vàng cho Nhật. 100 vàng. Ok. 100 gao. Gao gao. Lô, 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 lô. Dây được mẹ. Lô hồi vậy. Mảnh 1 có ra là 9 mạng, chính xác không? Mẹ đó rồi. À khoảng. Nó có ra được. Nói làm gì lấy mặt hai mà nhờ anh thích cái mặt hai đúng không? Anh nhờ có đâu. Ờ, thích lấy không? Thích lấy mảnh 1 không? Ờ, lấy đi. Ờ, cho tao. Cho tao mảnh 1. Địch mẹ, nãy giờ mặt xuống xuống đây. Bơi nữa chứ. Sắp cộng 2. Từ, bình tĩnh. Kìa. Ờ, mình đang muốn lại. Lót AK rồi. Ờ, ra luôn. Mình kinh. Từ, trời là... Lấy. Lấy mấy binh rồi. Mẹ. Cho có 72 rồi mà. Không có, anh có 72 xịn chưa? Có thì cho mấy bình thường. Thì không có. 72 thì chí mẹ rồi, mà chưa full hốt rồi. Ê mẹ đi. Mẹ đi. Khoan. Bèo mình cũng phải lấy giá chứ. Nói chung 3 lát bèo. Được rồi. Đúng rồi. Đúng. Lấy giá. 50 vàng vẫn hay, thấy không? Ok, ok. 50 à. Cà phê suy nghĩ luôn, cà phê suy nghĩ luôn. Làm tiền gì? Đúng. Đi lại ai tiền nữa nhỉ? Tôi đi rồi. Chia nhìn vãi luôn. Đúng rồi, hay vàng. Ngắt gì, người ta đi ngồi trăm vàng kìa. Mạnh quá, anh mạnh quá. Cái nào? Ta đi ở ngoài, người ta đi ngoài là thế sao? Thích rồi, địch mày, hello. Fix rồi, fix rồi. Anh đang mà, ông chính rồi em. Không. Ủa nhẫn gió không phải lấy đường nhật này, không phải lấy gió đường nữa mà. Chơi kéo co, à, vui không? Chơi kéo co vui liền. Anh ném cho Rofax này. Kéo đâu, đâu? Này vào, này vào lắm, anh tay này. Mày nhá, nó kéo ra cho không ăn cướp. Thấy không? Ờ, không thấy. Nào, chạy cho em free. Người kia nó kiện, có nhiều đứa kiện. Mày mình phải làm thì đúng không? Sang kia lại chết rồi. Xui ra. Xui rồi đấy thôi. Cũng đúng tăng. Nên này gọi đồ mà. Má. Chịu. Áp xong chém hoa, chả lấy được luôn. Không, lát rồi cho không xoáy. Đúng. Lý. Nam vừa say vừa hát rồi. Thôi cho tao ngoài, tao mini đi. Tao đến rồi trong. Hello mày. Không. Tập lòng khóc rồi mày. Ủa mẹ, nãy vô ném tải cái Discord nửa tiếng đồng hồ. Cái Discord mẹ đó. Thế là nãy thì mà nó tải Discord ngày rồi. Một ngày. Ngày. One day ago. Không nhiều điên cọt, tải thương được mà. Để 6 đánh 6 đi, 6 người bên ngoài đánh một con đi. Ở ngoài áp cao luôn đi chứ, lỡ lát chắc nữa mất công lắm, hiểu không? Không sao đâu, vẫn qua thôi. Có sao đấy, đi bộ đi.
pha mày giết được lát cao đúng không? Tao xem mà. Thằng nào không lát, tụi yên vô. Tao xem rồi. Tao lát. Phải, tao có xem mà. Nhét tao chơi mỗi ngày nó phải độ lát và lát một lần vào cái giờ đó. Cho tao lát cho tao tắt một mai thôi. Nhưng tao mà chơi trò này mà đi chơi cùng cái game PUBG ấy, lát kinh dị luôn. Nhưng bữa nay mà nét là bị cái đéo gì á. Này nét mạnh rồi. Tâm thường rồi. Xin xin thôi, đổ đổ à, hiểu à, đưa clip xin thôi. Gì? Đổ hệ đi, lúc chồng thì nó ngồi. Rồi, ở ngồi. Sắp mạnh 3 mà lăn ngồi nha. À, lần này ở ngồi, đến 66 nha, đã ngồi mở IC xong mà AFK luôn nha. Ba cộng với AFK nha. Thịnh tăng, bia tăng ra tăng nữa. Không có tăng ý á, tao ngồi là AFK luôn. Là mở IC đầu tiên là AFK luôn. Rồi hồi bố, AFK từ đầu. 6 thằng màu đánh thôi. Ủa, mục đích lại là làm gì? Cái gì vậy? Thì khỏi chết chứ sao? Mày đang nói cái gì vậy? Cái kiểu là của bọn Kiro đó. Thế là 6 thằng ở trong đánh thôi, còn là 6 thằng ở chờ. Bình thường tụi Kiro là đánh luôn mà mình sợ kiện có lạng thịnh lắc thôi. Ngồi là AFK luôn đi. Thì đàn to nha, đàn to cho 2 sim vào đi. Thì hai nhau bút, luôn. Không cần đâu, con có đánh như bình thường đi mẹ, mỗi tuần mấy ông lại làm trò mới tôi mệt quá. Cái mẹ đã địch mẹ mày. Nghĩa là rồi đánh tới hết lúc mở lên thì xem là nhà nó còn đứng quá. Ừ. Mà sao làm tao kiện đây? Tao ai mới kiện đây? Tao ai mới. Tao yếu hiểu gì cả. Chúng mày giải thích lại đi. À bây giờ đợi tao kìa. Đợi bóng quá lại. Giờ nguyên team 1 còn sâu đúng không? 3 thằng tăng đánh còn mà tới khi nó mở thanh si đầu tiên ra cãi nó chạy đi. Đừng có đau được. Này thì knock down này. Ủa gì vậy mày? Knock down thôi, có người knock out. Đang văng cái rồi. Tại vì mình knock down đàn đầu đúng không? Thì khỏi knock down luôn, cái mẹ nó. Tâm 6 thằng chia nhau tung thôi. Mày thằng làm cái khai đó. Tin nữa vào. Thế là 3, thế là 6 người ở trong, còn 3 người AFK đúng không? Còn 100 binh rồi. Ủa thằng AFK ở ngoài, 6 người ở trong. Hello, Ua Lóc đi đâu ra, Stu Tích Khai? Coi chứ. Coi chứ. Lưu Lô, coi chứ. Sâu bơm là gì? 30 giây làm lần, phải lộ. Không, ý mình đang nói là nguyên tắc là cái lát đầu có ý thay cái tung gì không? Đúng. Tung ý thay, thằng là một cái tung 2 lần gì đấy. Nói chung là đó kiện với lại đó kiện với y tá học sinh rồi để y tá đi y tá nó khỏe mà ông ơi không cần chối đâu đại cái băng trưởng gì anh thề cảm thấy nó không đủ ra cảm đủ không đủ 32 triệu 2 phút mà không đủ địch mày chứ mày đủ không ta? Chắc là đủ đấy. Chắc là đủ rồi. Không đủ sợ đủ thì đánh ra ngoài bị chết. Cho tao AFK với. Để tao bay lên cùng làm tao đủ cho tao bay. Hello. Ê, gần để 3 thằng tăng đánh thôi. Đúng. Rồi, giờ 3 thằng đánh thôi. Gì rồi, 6 thằng mấy kia đánh thôi. Thế là được 3 người AFK đúng không? Đây này này, 3 người rồi, hết chỗ rồi. Cái lòng ở đây. What the fuck? Đi cô mày. AFK rồi, 3 tăng kia đánh vậy thôi. Cái gì vậy? 3 người rồi, đi về chỗ cũ đi, buồn cười nhỉ. Hết chỗ rồi. Đủ 3 người rồi. Đi về chỗ này. Đúng mẹ thằng lòng. Cút. Đủ 3 người rồi. Ai ra sau phải chịu. Cút. Kéo mẹ tranh chỗ AFK này, kéo tin được. Một cái hạt siêu min được quá rồi. Như thăng thùng qua. Đúng rồi, 3 người AFK ở sổ. Easy vậy. Được, rồi, tao hiểu đấy. Tao còn lõng. Bia đi và lõng ở đó đi. Nó bia đánh bot 4 rồi. Đó, ngoài team 1 không ai vào sâu, chuẩn. Ê, sao tao lại ở team 1? Cho bố mày xuống team 2 đi. Xui thôi. What? Tạm biệt anh Kiệt, em đi đây. Cút đi. Như cực.
Cháu hiểu sao sức máu tăng. Đúng. Cái này tự chế rồi đấy. 6 thằng vào, 3 thằng tăng ở ngoài đứng chơi. Rồi đám khỏe rồi, đám kia ra 100 ngồi xâm lần luôn rồi. Đánh đánh lúc mở CC thì chạy ra cửa đứng cùng ba người kia hết. Easy. Ba thằng tăng thì mà hết mở CC ra chạy ra thôi. Đỡ phải knock down. Xong rồi đéo đủ đam. Xong rồi thằng quần quen, quần về nó sẽ ngồi nó cười như con chó dại nhưng mà đây. Đợi đợi. Đợi đợi đợi. Ô, vô. Tông 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 đâu rồi đâu rồi chưa tông được đó tao đánh nha anh xin nữa em thiếu một tăng nè ê ăn nữ y tá bị đá sao đây ê nữ tá nữ tá tá cái này sao không có ai tăng hết vậy cần gì tao đó chứ từ đồng chạy qua tao là được ê, em chạy qua rồi em chạy qua rồi à, mình ra cửa đứng trước nha mình ra cửa đứng trước đây, đây. Mình tăng lực tự nhiêu là nét tầm. Ê, đứng nghe cho thôi, hiểu chưa Bèo? Bèo nó bỏ CC thì chạy thôi. Rồi, nó mở CC rồi đó các bạn. Rồi. Rồi. Ôi, sao lắm mà AFK vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, AFK hết một party rồi. Bóc lột sức lao động hãi luôn. Tụi bay đang đem cô ra làm trò đùa đấy. Đéo tin được. Tự nhiên không đủ đam cái đem cung ra chặt. Ờ đúng rồi. Mình còn để được vào đây đam nữa. Đéo đủ đam đem chặt cung đường Nhật luôn. Nghĩ ra cái trò địt mẹ thử đam à. Im mồm đi quần quầy. Tôn 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 tôn. Tôn. Cực. Mỏi tay vãi nồi. Ai. Thủ đam kìa. Để săn sát đi vào rồi. Tương. Nhìn mấy con này cứ làm mình sợ quá đi. Cái gì? Ai nữa? Nhìn mấy con mini ngồi cứ làm mà em. Đi một. Chắc là kìa 6 triệu. Kiếm vậy. Đã liều thừa tận 30 giây à? Nhiều ấy. Sao? Cái này mới là dịch vụ này. Dịch vụ là phải đứng ở ngồi chơi thôi không? Làm hết đi. Rồi. Rồi thấy đúng rồi, dịch vụ biết thằng đấy, chuẩn bị có thằng chén này. Đấy sao rồi kìa, ra. 8 giờ. 8 giờ. Hello, 8 giờ, hello. Không xây, không xây, xây. Tấm như bọn Kino đấy. Ô, mẹ còn 80 mẻ thôi, ngon vậy. Thơm hết rồi. Ê, địt cô mẹ mà mình lấy cớ lắc rồi. Địt. Đéo tin được, à trò này không vui. Thôi anh xin xin lỗi làm ca. Lạnh lộn. Mẹ, đéo vui. Tuần sau em đéo ở team 1 ở đâu, đéo tăng nữa. Thập rồi, thôi mất dạng. Thật mà, giờ nét nó phút. Lắc lại rồi. Em cũng lắc. Em lắc quá. Cứu. Em lắc rồi, thế nên sao mọc rồi đó nè. Ai vào sân mọc đi. Để vào đâu. Bên đi dịch vụ mà. Ai hớt cái loại, ai hớt cái loại. Sao sao, nó đau bị. Đồ, phang luôn nha, phang luôn, con giữ luôn nha. Đó, em vào phang luôn. Ê, tụi bay muốn thêm bao thật không? Để tao đó, tao cho nè. Rồi, sơ bơn. Kiệt lùng 15 giây, 4 giây. Kê làm việc bê. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thật ra là có gì sao, có gì sao. Và... Mẹ tay đứa này mà nhanh dữ vậy. Khuyên băng, băng. Cũng đó đó. Nhất băng. Đéo có vàng. Không mẹ. Đéo có vàng. Có vàng mà, có vàng mà. Có vàng mà. Có. Một ca là nó ăn không? Kim có đủ không? À, xin minh một ca này. Lấy xin minh một ca. Thằng chó miên. Nở. Không. Nở ăn cặc.
Mà em mua gì? Có cái gì của em mờ không? Có cái gì của em mờ không? Có gì? À, có sát thủ phủ làm cùng làm mạnh bốn là thêm một mạng lát. Còn nhất luôn à? Mình bốn có lấy này và lấy của lấy món mì lên đây 100 bạc. Má mì đây cho Nhật Viên 100 bạc. Chết. Nhật ghi lại ngay. Mèo lưng mèo ơi. Nè. À thằng gì ta? Đây 100 bạc. Thằng sĩ xem pháp thủ mình 3. Đây là chuẩn bị cho lưng này xuống nè. Sĩ. Sĩ xem pháp thủ mình 3 của thằng ghi thằng lá không? Có thêm. Để em hỏi đi. Có mình 3 thủ lên rồi sĩ. Cái gì? Cho anh 100 bạc hả? Cho anh 100 bạc. Ok. Rồi rồi ok. Nhưng mà đợi đầu hả? Mát có mình ba kiếm sư không? Mát nào? Không có gì của em mờ đúng không? Không có gì của em mờ đúng không? Tao đưa đưa ra mày nha. Tao đưa rồi. Tao hả? Rồi. À Bèo lấy à, sát thủ đưa cho xăm đủ mà. Trăm rưỡi. Chè không có hết chè đó. Ấy là bi hoặc là Nam bỏ vào ca đi rồi mai nó trả tụi bay chứ. Đúng rồi mà. Ok. Nani Rì mày đưa bằng Nhật nhớ ghi lại ngay. À xin như đưa nha, xin như đưa nha, xin như rồi. À xin như rồi. Ôi, đưa tiền theo kiểu NA luôn rồi. Còn không Nhật cho mượn hình đi. Rồi, cho ban tự nghiệp. 1.000 vàng vậy. Nhân 3.000. Rồi mày đứa nào đưa đó chịu nhiệm phải không? 1.000 vàng vậy. Tớ 500 chứ. 500 vàng mà, 100 vàng mà. À, lực mới mình mà bằng. Chỉ có người bằng mình mới 500 thôi nha. Hello. Hello. Mình không có hề với mấy bạn chị. Hello, Rexit nha. Ô, mọi người, chìa khóa. Không sao, 1k, ờ rồi. Ghi sổ nợ vào. Tại vì qua tiếng màu là không biết nhau kìa, nên là ta được rồi. À sát thủ đưa chưa? Rồi. Cái sổ nợ vậy nhá. Rồi thằng kia qua map rồi, đưa tiền thằng qua map rồi sao em? Quay lại đi Bèo. Hello Bèo. Anh nhân. Rồi rồi. Ủa chưa đưa nhảy cho nó kìa. Hồi nào bơm trái rồi không? Hồi nào bơm trái rồi không? Chào Nhật đi. À, 18 à? 18 à? Ok, từ. Này vào ạ. Bên này có rồi. Để đi đánh kìa. Cái con character của anh nhắm tẹt mắt thì anh đi mặt nạ làm nào, gì? Xem nào, à, xem lại bằng giá đã. Rồi đi, rồi đi. Trân sức làm đẹp đúng không? Là không có tiền, chờ luôn. Xin chờ hết. Rồi đi, nói gì? Không, rồi gì đó, nhưng người ta xin chờ hết. Thì mấy cái đó rồi đi. Đồ đã xin được cho cái địch mẹ. Rồi, sao đi. Tuần sau giờ anh Lan đó, nói gì? Tuần sau giờ anh Lan. Hả? Ủa, anh mở đi nhanh lên. Giọng trước đi, mấy tuần sau khỏi giọng mấy tim kia. Ủa, tao sẽ hết chìa khóa chứ hà. Như thế rồi mà. Còn mà. Còn 3 chìa khóa mà. Còn 3 tuần rồi. Còn 2 tuần á. Thì sang tuần dọn. Chẳng phải là xí mà lửa mày. Trời, giờ mạnh bờ lờ ra đi lúc 15 phút xong mẹ. Ai là con người lựa biến. Ủa cái gì rồi? Lắc mẹ. Cái gì rồi? Mua vào. Anh gọi. Cái gì không? Tao nói chém. Cái gì rồi á? Con mình ngang này. Cắt. Lấy. Tiến. Gì đâu mấy anh quá dễ xìu mà. Vào đi. Ờ đừng còn gì quá mà. Đừng đánh. Đi giữa rồi. Còn mà. Mới vào không từng mà. Chìa qua em. Mà con. Chìa của Mỹ anh cầm. Chìa của tao à. Trừ rồi á. Ờ cái kia là cái Axino mà. Úi giời. Mà em nhớ ạc của em là em luôn em bỏ gì quá ra trước. Rồi mới tới anh Kiệt. Ô địch con mẹ mày. Ạc của anh hết kia rồi. Anh hết kia rồi. À lấy tiếng. Đừng có nhìn. Đầu kia mà. Lâu vậy. Lấy tiếng. Tòi ạc Xino đi đâu. Con chia mẹ. Ạc của em từ từ. À mà đi chưa. Đây mặt mày qua bỏ chị đi. Địch mẹ. Từ từ. Từ từ tao nhớ là tao luôn bỏ chị ra trước kia kìa mà.
Chưa, bỏ ra là thằng bỡ kia biết hết rồi, đi tìm hết kìa rồi đá lòng. Cái đéo gì vậy, cái đéo gì vậy à... Xem đã, từ từ. Lấy bà đi bà, nhanh lên bà, nhanh nhanh lên. Vô bộ ạc đi, có không biết liền à. Từ vô đá. Nó còn cái còn cái thì không. Vì chọn hành lang là điều không thể tránh khỏi. Phải liều quá. À, tao đề nghị anh em. À, để tao đi cho lưu tìm phát lấy chìa. Để cho anh em đi. Giao lưu với team khác à, nghe phải hay ấy. Như bây giờ Axino vào đây mở chìa cái nó bị bắn luôn đúng không? Thì nó chỉ nhiệm thôi bình thường. Thưa nhờ. Chị chìa nó giữ mà. Vào đây mở, vào đây mở chìa không? Chìa đi boss 3 được à? Ừ, tao giữ thì không giữ. Axino. Nè. Bãi lồn. Team ngoài. Bắn phó đỉnh bãi lồn. Thế là Axino bỏ qua à tuần này à? Tại anh tí nha. Axino bỏ qua ai? Hả? Tao đây làm gì nữa, đồ trong quả tao có gì tao cần nó đâu. Hello. Cái súng rồi. Đồ tao cần gì đó. Đồ tao 200 sức tầm có rồi. Quá kinh khủng. Đừng... Quá kinh khủng, có. Hết sảy. Ủa thích mẹ. Đồ bao giờ cao là tao không đi, đồ không bao giờ tao đi chứ. Có gì không, gì không? Từ đang vô mà. Có mà, vô đi. Lên. Khi bạn có tiền tính. Không biết làm gì. Ông đại đi, để đến từ sau có nữa. Rồi. Lúc không đánh binh có 80-90. Rồi đánh lên trăm mấy. Hỏi né nào, xem có. Từ từ, bình tĩnh. Calm down, có 4 binh to mà. À, mình còn chì nhá. À, còn ba chì, ba chì đúng không? Hai chì hay ba chì rồi. Ba chì là. À, được mẹ mày luôn. Vãi lòng cười đi. Cái đéo gì mẹ, vậy? Tao mở chưa xong, tao móc bút. Chữ mẹ mà. Nhìn đó. Đều bên trai bước ca tay hơn đúng không? Không trao bên bê đi nữa. Đỉnh. Thôi ăn lầu. Mở mình chị đó bây giờ. Tội. Thế đây nha mặt con đầm vào nãy bạn. Đi hai lần làm á. Ok. Lại còn. Rồi thôi ăn lầu. Đi chửi đi. Lên 1.6 ra cũng mạnh quá rồi. Chửi sao mặt lòn luôn. Chấm hai lần luôn. Thành công lại nổi reset rồi. Hết cao đen hôi giờ chơi béo tròn. Đuôi chứ đợi rút đợi Sino đó. Tụi bay hẹn nó nằng nỉ tao mở ra. Mẹ mày. Chọn đi bạn đi bạn. Hoặc là mở hoặc là kích. Kích đi. Kích đi. Kích thế nào. Nhắc được cái này. Đấy nó mở xong tích gì đâu. Ủa sao vậy? Mày ơi sao mày lại văng rồi đây mày. Ừ. Chạy tới mà có thời gian nha mấy bạn. Cái điểm đấy, cái điểm đấy, cái điểm. Anh gỡ cái cụ nó cái kính ra đi cô ạ, nhìn như chặt á. Dù gì đồ mà đi game đây như ta đấy mà. Ok. Mày làm gì vậy? Ai lồm nhìn như cô cặc. Ê, một trong ba hàng dịch vụ mà đi game là phải reset cho nó ăn đấy. Nó thật đấy. Không có chịu đâu, đừng không phải chịu đâu. Không, thì mình phải reset cho nó ăn mà. Đây, mình phải cho bạn. Nó. Sao tao biết được ao mà, không sao đó. Nhẹ lắm. Đẻ mà. Nó nhanh thật. Đi, nó ao luôn. Bây giờ tao không đẻ vào gích rồi. Chọn 3 giây chứ. Không tha đi. Không tăng giáo à. Thành 4. Ai tăng giáo vậy? Tao lại bắt cái thầy phụ tăng kia vậy. Để xem nữa có bị bao vậy. Oh, FPS drop. Bị đâu áp cao 42 rồi.
Ủa hình như tao bị bao mẹ với thứ phạm rồi đâu. Ừ, ra. Ừ, vào cái là bị khóa mà. Tất nhiên rồi. Không vào chỉ đến bút mà. Đi rồi. Không, cứ, không, chỉ cần PT qua bó một cái là cứ vào bản bị khóa luôn. Mày. Ủa sao vậy đó? Ủa vậy là giờ cái Axino là chị đánh được quá ba là phải. Là bỏ luôn này đó. Đi khóa luôn cùng cái này rồi. Không đi cùng cái khác nữa. Là nó bỏ luôn mất ba. Bỏ luôn cuối rồi đó. Hay lắm. Hay lắm. Bỏ luôn mất cuối nữa rồi. Hay lắm. Mất mày, mất mày cũng muốn mày hả? Nếu mày là tuần sau tự do online à? Để biết. Đôi lầu. Mà ăn cả hai bạn. Ăn cả hai tiền ngon bạn. Ngon vãi lầu. Mà bán slot không cắt gì nữa. Chuẩn luôn. Còn cầu đi ngồi mình có tiền hạn kêu đi ngồi. Vãi lầu tao kêu rồi. Chia 500 thì làm gì làm. Đủ mẹ đi ngồi ăn cặt à. À, vậy à, còn mất ba còn mua học biết tội tội là Sino quá à, không sao kệ nó đi. Thế mọi người hôm nay muốn cùng gì nào à quên tuổi à, nào em xin lỗi bố mới chặt tay mày đấy mày tin không. Nói chung cứ ra năng lượng và hung ác thì anh em vui và ra thù hận thì anh em vui à, đúng anh em buồn. Cái thì con mày sợ mất top đấy mẹ đến thế cả thì con không cần phải xem đâu bạn bây giờ lấy bằng cái lồ mới mất rồi tất cả bọn ấy ra thế à mình sẽ là người mở dương. Bạn nghĩ bạn sẽ mở được dương trong khi mình là thằng đứng gần bot nhất là hùng nga. Men chế meme mới cho thằng còn tầm 100.000 máu làm quả magic một mình mở dương như là oai phải lò như ta cặp không anh bảo là con quạ cơ à. Coi cai vào sau được bay ở hòm cặp thôi để tao vào sâu cho bia bia vào sâu quên à. Bia vào sâu mà, chỉ cần một người vào sâu thôi. Phải lò, đúng, đúng, bia vào sâu màu. Đấy, bố biết ngay mà. Đéo tin được. Phun ghi không vào sâu làm gì. Đúng. Đây lò. Mà tao vào 12 tầng rồi á. Sao? Mặt tao biết lời mày nói thì sao? Ủa, cái hồn được kiếp từ nhỉ? Thời gian hồi 57 phút. 57 phút. Hãy hồn hồi 57 phút. 35% tất cả sát thương nguyên tố 460 mũi nào đánh. Vãi đồ. Ô mà sao coi được bên sau vậy? Lấy cốt từ bên bên xô gì nhỉ? Up lên từ cái 655 lực tấn công trong 15 giây. Mạnh nói luôn 15 giây mình là chủ. Mẹ chờ, đau. Chờ, chờ. Kiểu cái quả sâu đây là sâu mới ở bên KR mà. Kiểu reset xong một phát là tao chúng mày chờ một tiếng đã đánh hé. Sâu tao chưa hồi. Ở bên KR cái boss sang đây. Sâu sau này sâu mới ở bên KR đó là cái nó mới up luôn. Cái tắt lầm lầm luôn. Không cái này sâu quá 55 một thời gian rất là dài luôn. Ừ. Cái này mới up. Cái này mới up đây luôn á. Cách đây mấy tháng. Mà quả xô mẹ 57 phút. Đéo hiểu. Reset boss phát. Này bay màu đấy. Ngờ mà reset boss phát là nó bay màu. Sao vào nó sẽ chặt bay màu. Reset boss một phát. Alo. Ui mà thế đánh 66 hết rồi nhỉ. Nhưng mà 57 phút tùng. Một phát. Bay màu. Are you sure? Chưa phát tơ. Bảo nó là chờ 57 phút rồi đánh tiếp. Khi nào lên là cái cục xô và Noda sẽ dùng không? Bia bia qua đây bia. Đánh hàng 7 năm à. Ok, bia đây mọc. Bia đây mọc qua bên con phía nha. Âu vậy mà con mẹ bỏ đánh con boss trong điện hoàng hôn lâu chó vậy. Ờ vậy cái đập xuống kéo lên là em đánh được là con đó đéo. Sao? Cái đập xuống kéo lên để em về hả? Cái dọn hành lang của nó đã mu mẹ người. Tại em đó, tại em không? Mỗi một tuần đi quạ lên được 2.000 máu. Cái kia là xin 22. Mạnh quá. Tại này anh tự né mà. Thì thích thì tự né. Để đỡ mệt. 2.000. Từ từ. Đỡ mày không thông á. 2.000 đấy.
Mỗi tuần đi quạ lên được 2.000 máu. Lấy ra AS thật sự nào. Để hộ vệ lúc bây giờ. Lên cút qua kia đấy, qua đây làm gì à? Hả? Quá. Cái gì vậy? Qua đây. Tấn qua đây. Qua kia toàn đánh có giáo mà. Đi mồm đi, qua đây. Đi mồm đi qua đây. Đấy anh tăng cho tổng ơi. Ê sao mày đứng đây vậy, mày qua kia mà. Đó. Mày team 2 đâu? Biến đây. Anh kia ơi. Em đứng đây hết. What? Anh sẽ đánh theo hướng nhìn của con boss hay hướng sau lưng của boss? Bên kia. Ý là bên kia chỉ có 8.000 máu, chắc ăn một dập cũng gần. Em đứng theo cái hướng, cái đứng yên ở đây là đâu vậy đó. Đẹp bao nhiêu? Tụi coi lên, tụi coi lên. Chưa vào à? Có hành số 8 lần nào. Đấy rồi mà. Qua rồi. Vô nào. Vô nào ơi. Ok. Đâu. Vô địch mẹ mày. Sorry, gần quá. Xin hấp hối. Bỏ ra. Đứt luôn à. Cái địch mẹ, đứng gần vào đéo được. Đứng gần vào đéo được. Cái AOE sau tự né nha. Đấy, lỡ búp. Ê, chạy với Tùng ơi. Bên Kiên không hoạt động dây đâu ra. Tự nhiên đập. Nào, chạy đi. Đó trước. Stone. Ai chết mẹ. À! Ủa? Lèo tự né này. Hê lèo lèo. Mình lỡ ông tay ông mét. Tự né. Làm sao? Mình đi vụ mà. Mà cái đó có cái lồn gì đâu mà chết. Tập phát. À, không, cái dây mình bấm nhận tép. Nhẹ ra. Hồn đó. Sao đứng tựa lưng vào tường. Khoe rồi. Bé anh em mình té rồi xuống rầm dưới đi. Cho nó xuống nhanh đi, mệt quá. Đừng hất hộ. Anh em mình xuống rầm dưới nó chuyện riêng mà. Thằng sau bên cũng chết, thằng lưu búp cũng chết. Sao chơi kỳ quá vậy? Team 1 đừng hất hộ được không? Từ. Nếu biết được mấy cái stun đây. Đỏ chút. Còn nhá. Stun. Hello. Yo, vào. Xin nó bia. Hồi sinh rồi bạn. Bia. Hồi sinh rồi. Đúng. Chưa có siêu nha. 19 giây nữa. Tao có mời. Tao chưa hồi rồi đâu. Lại một lồn đam luôn kìa, nằm cho lắm mà. Nằm đi nhiều vào đủ mẹ là đóng đi đấy kìa. Vui mà. Bên gặp một hàng mặt ti bên đây bên kia đấy chứ. Bên đầu tiên để yên ta săn và ta hết. Ok chưa? Các bạn để nguyên ta săn rồi. Tiên sư bọn này. Sao? Săn trước. Tôn. Lại gì đúng. Thấy anh Tôn rồi tôi lưu đi cho Tùng. Đủ mẹ không. Đợi Tôn xong hết rồi mới Tôn phải. Một lần nữa là reset nha. Chuyện kinh dị. Chuyện kinh dị là bên đây chỉ có 3 thằng đánh thôi. Và hai thằng búp chết con mẹ nó rồi. Để có búp. Từ đi nháy à. Hết mẹ rồi đem hết đi. Mẹ. Hai thằng búp đấy sao chết. Cái đi. Để có búp. Tông cho bình cho tôi này, thằng nào nói cho tôi đi ra. Trần Thanh CC boss đi. Từ từ.
bên này bên tôi cái địch mẹ mày. Tao từ xa đây. Như cái đầu khỉ. Để tao lại. Ê nói đỏ. Để tao. Ra không cần. Để tao không cần đam đâu. Nó bỏ cơ chế rồi. Có về máu về bột cũng đéo. Bên này mà đạp dây thì cái mẹ đó nó có chết đéo đâu mà từng ép nó làm gì vậy. Bây giờ con ba này nó bỏ trong sân kiếp thôi mà đụng ra chứ. Cái con ba này nó bỏ cái cơ chế đánh một con về một máu là chỉ có một cú thôi. Nam ơi. Cái gì? Mày nói ngoài tự dùng huyết nó đi, sao dùng cái mày rồi vậy? Tao đều biết. Tao thích thế. Nó bị điên đấy, mệt vãi rồi. Nghe bé vãi rồi. Nó bảo mày nói bé quá. Bật mic lên em. Tun tun liền á mẹ, cái sợi dây vừa tới nó tun địt con mẹ. Cái tao chung là nói chung là nhìn thấy thấy tên liền đi. Điên. Thấy tên liền hả? Quay thấy người ta tên rồi, thằng Thịnh tin cái đầu tiên sao mà đi tên vô. À để tự lưng cho tường rồi cho các ăn hả? Đầu tiên tôi là anh. Tự lưng cho tường rồi chắc ăn hả? Nói chung là thấy tôi này ngồi vô giùm. Tìm sớm luôn rồi đó. Trà sớm mà tốt cái gì đâu mà không đập dây cũng được. Chơi nhanh nè. Dây thủ quá ác tao lắm rồi. Yeah. Ai búp được nó chết nữa. Xui thôi. Ba đánh mà đéo có búp nữa. Ừ. Cho hai con lốc bên kia luôn. Hay vậy luôn. Đâu đổi lại mà. Thôi tao qua bên kia chơi đi. Hey. Lỡ kiệt. Lỡ. Lỡ. À. Hết nha. Chào chào. Thôi rồi. Hình hình đây là như vậy rồi. Thì ra đây hết rồi. Để tao đi vé cho. Ra ngoài nha. Hình hình rồi. Đây vé điểm tuôn cho ca đi không mẹ. Nhật hết ra mày. Nhật hết nha. Ok. Em bắt đầu hết chưa? Rồi cây vô, cây vô. Đưa cây lại bao. Anh Tôn đầu tiên á. Ép phát động. Ô e nè. Thả vào đi em. Chơi chơi gần của Tùng ơi. Cái đấy đó được hả? À, nhưng mà bọn nó đội mẹ phải đợi dân nó tận mồm. Thề luôn. Xong cả skill mà xong thì đỡ được. Mà không có skill mà lót. Đi ngang đó, quý yeah. Cái bố nào đập xuống đấy? Không có đâu, sớm quá đó. Sớm quá đó, như vậy đó. Sớm rồi, đúng. Thế lúc con này đánh FK ấy. Này đánh như FK mà. Đánh như ai? Được là sao anh đánh ở con này nhá? Dạ. Chưa có búp nha. Đây chăn cái tổng ơi. Tôi đi. Ở bên đây dừng đám đi, con mẹ. Bà luôn nó bỏ cơ chế rồi. Còn cơ chế là mà đám kia là khỏi qua luôn. Nó bỏ cơ chế rồi.
hôm trước thử mà không bị e nữa rồi. Thằng nào e? Đây. Các bạn có xem cái gì không? Muốn xem mẹ CC huyền thoại không? Đúng rồi. tao rồi, chẳng ai chiến đấu rồi. À, thằng Hoàng vừa mới lấy agro kìa. Thằng đó rồi. À hả? Đéo được. Đéo phát được nữa. Ở đứng chơi với bạn. Thấy chưa? À, không có cơ chế nữa nhá. Ê, cái luôn. Này, Nam này, mày. Đừng ngớ cái tên nào. Xuống đây. Đi mấy nó không được quá mà. Được ai nhận? Ờ, bánh bèo. Nhận xếp. Quá đẹp. Cú được kìa. Quá đẹp. À? Quá xuống kìa. Hỏi xin lấy không? Xin có gì không? Quyên hay nhận? Nhận. Có gì? Có cái Quyên xếp không? Không có, Quyên có một cơ. Ui dịch. À, chống thủ nam thằng kìa, có cái bánh này xuống nằm kìa. Đi xét của Duy à? Không, nhẫn xác mà. Xác có rồi. Nhẫn có rồi. Nhẫn là biết. Tất cả những thông số anh cầm hai bên đánh. Đánh nhưng mà là... Anh dừng đấy, ông bao nào anh dừng 3 giây đấy. Có 3 tiền. Cái gì? Còn chơi dừng dừa không? Cái gì? Lúc này sinh ra điểm gì? Sao mày phải tính? Cái có gì? Thôi, qua run 4. Tôi mệt quá, nó đang tự nghĩ lại tại sao mình phải tính nhỉ? Trong khi chỉ cần phát game một cái là nó hiện rõ số hàng mình có. À, nhận xác có mấy nhận xác hả? Đương nhiên, tao có một cái rồi. Có một cái hay là cái dư? Tao mọi dư một cái. Dư cái đưa cho con kia. Để con kia nó lái không nữa. Mày đi uống nó hồi lâu bỏ. Trang sức không cần. Set là của thằng Xin mà, thằng Xin tìm mình à. Ra đảo xin đường đi. Có thằng BM định chơi xác không? Phút đây. Không, thành ra không đưa này. Phi hả? Ừ. Có đủ hai món gì à? Set tù lắm. Hai món gì? Đúng với Phi đó hả? À. Thôi rồi. Thôi rồi, lái vào đây. Ủa, mày có đứa nhận lửa, nhận xác rồi, anh nhận lửa lại, phi lửa rồi. Nhận set cho thằng Xin đi mình chứ. Thịt mẹ đi mười mấy tuần mình nó có đúng một cái nhẫn cái thịt mẹ nó có rồi thì thôi cho thịt sao à, thủ nào mình bốt lên nha tí ơi tí đợi xíu rồi áo mày vào đi bốt 4 à ừ sao không chưa đó nha từ cứ đặt xin mình đi mạnh rồi không nào giờ như lên xin đó xin đó xin đó thằng ừ. Thằng bà mày rồi thằng thằng Duy đã có đâu à, ừ có rồi có rồi ba tuần ba cái nhẫn cho ba con xin ờ má là kìa đẩy qua cho hello vừa phát luôn cả ba viên này vào lấy giao dịch đi lấy luôn cả ba viên này vãi lầu địch mẹ mày kết nó luôn xin đó kích kích nó lên cả nó lên cả ba viên à kích đủ quá 6 thôi kích nó súc vật cả lừa đá vãi lò càng nhật nữa IV mỗi tối đi mẹ ba mà tối đéo nào tối đéo nào thầy nó có dương đéo hiểu xem bắn cũng thấy đó xúc vật à nó bắn này nó mát rồi này tao qua cho mày đi ngủ bao này bao cái nét bao này hai năm
hai rưỡi à? Hát lắc rồi nè, để tao xe pizza cho. N nhân 50, 2 em rưỡi, bê lấy à, xin 2 em rưỡi bê. Đây tao sẽ xoay vô. Đừng mở xuống siêu ra, đừng mở xuống siêu ra, đi. Đứng nô đa cho. Hai con FM rút. Đào đó nhiều, đào đó nhiều. Xong. Cái gì mình là võ sư thằng tao thấy đi. Mấy thằng kia đi qua map rồi nó che thôi. Hai con FM rút nha, đào đó nhiều. Ủa không không gì được à, không chỉ được trong cao à? Không. Phải lò. À, đưa cho nhập hai em nữa đi. Đưa rồi mà, đưa rồi mà. Đưa rồi mà. Xong đâu còn khuyên mà. Để xong một cho mày đi. Để lên đi. Còn hai tuần nữa chưa chắc có thủ hận đâu mà nhìn lót. Hello. Hello. Không có nhiều thủ hận đâu. Thì có ai bảo Dương thủ hận đâu. À, ý là thằng Vương Nam. Vương Nam rồi dịch vụ còn chờ nó bói thủ nữa. Muốn nó mua thì kêu nó mua giá dịch vụ ấy. Thì đang tính là như thế đó. Thế mày được cắt phế 200 vàng. Nam tăng hay thần tăng? Ờ, tăng nhau, hát lắc à. Tôi xoay kiểu Noda cho chúng mày chạy đi quá đi cái dịch vụ mà. Mà nói đi. Thằng nào có pin chưa? Mày có đá để xài. Xoay kiểu Noda nha. Mày thế rồi. Thế bạn. Cái quy xanh em trả chứ bây hay là đi bạn trả. Trả luôn đi, trả đi. Không trả ý là xíu nữa. Xíu nếu mà không trả rồi thì phải chụp lại coi được bao nhiêu vàng. Lúc đầu chụp rồi. À, rồi chụp rồi. Không, tại vì lúc đầu nó trai mất vàng nữa. Tại vì thì lúc đầu chụp rồi tự tính thôi, tự tính. Đây có hình nè. Tao biết cho. Rồi ok, biết rồi. Bây giờ không kiếm được đá biến đổi xương bạc. Rồi hết xu vậy, xu bạc, xu thường. Thôi mấy thằng đập đá từ từ sẽ ra đi. Đừng có cười, cười đi. Đúng rồi, cười với bạn, mình hôm qua mình cười nhiều lắm rồi mình ra đây rồi. Đúng rồi. Chứ thằng đưa tao BAP hả? Tao chạy luôn. Mình là về giáo chủ của ba. Điếp gì nhập. Chút đưa tao BAP tao chạy luôn. Lát tao đưa gọi cho nè. Gọi là Ngày hôm qua mình ra đây như thế nào? Sạch. Đập nắp phát lên được một. Ừ, ai tăng? Tao tăng nha. NF tăng. Nào thích tăng thì vừa hát rồi ta. NF tăng. Tao xoay kỹ Noda cho. Tao tăng cho. Đơn giản. Em thằng nào tăng này mệt quá. Một tơn pass luôn nha. Còn đi làm luôn đây. Nào luôn lông giữa nha. Rồi, tao luôn lông giữa. Tùng ơi. Đấy, băng trưởng về nhánh 1 đi. Đi nhanh nha. Tùng ơi, em cho 4 giờ nha. Hello. Hello. Vừa qua chúng ta đã có tăng gì vậy, trói gì vậy? Vừa không, không. Em không biết chó. Em vào thì combination đấy. Em đứng trước mặt đó. Đúng. Em bấm 3 cái xong bấm E. Xong rồi cứ phải trái ai rồi. Hôm qua không biết trói đâu. Hôm qua không biết trói đâu. Tôi phải cái hai cho tới khi mà con mini nó chết thôi. Quê đất mà. Đúng, đâu có cho ba đâu. Học tập đi không? Bạn muốn bạn đăng ký bạn đi theo đi học mách nha. Sao học mách sao tự đi nhé. Được đấy không? Thì như này đi. Con mini ra đứng trước mặt đi. Là lưỡi đá lên lưỡi đá chói con 8 giờ, còn lại ôn 12 giờ giết nhanh thì xuống 4 giờ. Đi 8 giờ là nào không? 8 giờ đây này. Đó, đây nè, đây nè, đây nè. Được à, ăn to rồi, nó trong vòng mấy giây thì chết rồi. Thằng nào lưu long ấy? Trói. Rồi sao? Gì? Trói gì? Nhưng trói gì nào? Lưu, à, mỗi lưu à, đá chơi nó trói 8 giờ, lại 12 giờ. Yên lại, yên lại, cho em kiềm chỉ. Kiềm chỉ, trói em kìa. Đồ mẹ lát, đây đánh mini làm nghe cái bụng. Chỉnh luôn nhánh thật kia nè. Chỉnh luôn, chỉ luôn, chỉnh nhánh. Ừ, cứ bấm phải ra hai bấm tới rồi nào nó cũng sẽ giúp ra 78 thật sự nào phải luôn
Mẹ cần lắm bảnh 6 giúp sư. Mẹ bảnh 2 nữa nè. Mẹ như cái đầu khất. Nhất phải rồi. Bảnh 2 dùng người lên quan tâm bấm phải trái 2 thôi có gì đâu. Tao đổi. Tao đổi 6 bảnh 2 rồi đó. Cái điểm mẹ. Đây đó còn 2 bảnh ở đây nữa nè. Đây. Tao 5 bảnh 6 rồi. Minh đổi người bảnh 2. 2 bảnh 6. 2 bảnh 2 tao full option không? Ít con mẹ. Còn thêm 2 bảnh ngoài nữa. Đầu tiên là phải đánh nó trước mặt nó cái là nó có khi nó chụp mình lại hay gì đấy không biết. Ừ, đúng tình từ hỗn loạn nha. Đứng trước mặt nó số 3 lúc mà tới lúc lúc mà tới không á. Rồi vào cái lưng nó nè, để đứng trước mặt nó tới nè, đứng rồi nó đập đấy. Nó này đứng gần thôi, sát mặt luôn này, đứng ở đây nè. Đứng ở đây nè. Như lưng này, đứng ở đây nè. Đây. Đứng ở đây luôn. Đứng ở đây. Mình giờ mình là con mini, là con mini nó. Đây, đứng đứng đây nè, ba cái chạy lùi. Hai mình là mini không? Mình là mini. Nhưng mà xong cái e cái là quay sau lưng boss rồi, cứ phải cái hai thôi. Cái nó lại nào hết phút nào. Lại lại. Lại. À, anh này. Con mini á, đứng xa cho tune nó rap á. Nè. Với lại nó mà rap thì cứ bình tĩnh mà rút rồi thôi. Nè đi. À, mà lỡ nó có rap á. Bấm tap chứ đừng bấm ép nha. Đúng nó dừng thả xuống bấm tap cái. Rồi ba đi. Trời ơi. Coi đi, coi đi. Cái địch con mẹ. Coi đi. Ủa lag. Ủa lag. Ủa 200 ping. Thánh hồn rồi mày qua tàu đeo lắm. Ủa lag này. Nào chứ lùi lòng mày nào. Đi xe được không? Trời ơi. Đi xe được không? Đang lag quá, đang lag quá. Để từ từ, bình tĩnh. Mày xe không? Xe mặt đi. Đi xe đi, lag quá đi. Lag quá. Ghê, hay này. Ủa lag quá luôn. Không hiểu. Không hiểu. Hiểu à? Không hiểu, không hiểu. Khai hiểm sau 3 phút. Mẹ. Lại đây giật, lại đây giật, lại đây giật. Cà, cút, cút, cút. Lại giật, lại giật. Bố đồ. Mẹ 4 giờ tắt trong điện thoại rồi. Nghe bảo là đạp được 8 stack cho tăng đam ấy. Ờ. Tao cái đầu khất, tao làm vua quả đứng thay hai quả đúng không? Đấy nhưng mà từ từ. Nếu mà con bút 1 với cả con quả đánh bút 1 trong Aman, con quả đánh nhau thì con nào thắng? Trong Aman thắng, phải đấm 5 phát chết mẹ rồi, đấm 5 cái rồi đủ nó chết của mẹ luôn. Như là nhưng mà quả chỉ tay cả chết mẹ rồi. Quả chỉ tay mà, nhất dân chỉ bắt chết. Nhất dân chỉ bắt chết. Quả của anh nhảy ra xa cái gì chỉ. Mẹ rồi, nó chỉ gần mà. Nhưng mà boss nó đi rồi mà. Nó xa thì chỉ. Con kia là đứng xa bắt là nhất dương chỉ luôn. Đỡ thấy đéo được. Hai con đến gần mà. Dạ. Sao. Cùng bèo kéo hiểu người khác lên nam. Sao mà không tác control S kêu em chạy đi. Không thì quả dùng tuyệt diệt. Phải lâu. Quả. Quả chơi bình thường thôi chứ. Phải ai chơi tình diệt. Con kia là phải ngồi chứ luôn đi con mẹ. Đó là boss ray rồi. Hiểu người khác em để nam gì vậy em? Để nam xong rồi không control ép rồi kêu lát, kêu máy quá chạy lát. Fuck. À, chú dạ. Kinh gì vậy? Mày là kênh lát. Ai kênh liền lát. Hiểu người khác để nam gì không biết luôn á. Hiểu người khác cái đầu của em. Nằm ở đây hiểu quá. Quá luôn. Đóng mở xuống đi, đứng rồi. Thế lát chưa, hết lát chưa? Để ba là thấy rồi, vẫn qua để nam cho nó được thở thôi. Ôi được rồi đấy. Ông bán rồi thấy ông bay rồi. Thấy gì đâu. Tao vừa nhận ra là được mà. Đi vô đi. Đi. Dạ. Dạ. Gần lại tao ơi. Gần lại tao ơi. Vụ game mà đứng gần lại đứng xa đâu. Anh nhảy vô đầu nè. Mẹ anh ra. Mẹ anh ra. Hơi xa. Thế rồi. Thì ngồi giờ đứng gần anh đó, ta là thằng lua mà. Xe. Ép này. Sao máu sao đạp phá chết được ta. Ao e nè. Ao e đéo gì. Phải lâu, na ní. Cái gì thế nhỉ? 180k quả bắt cánh. Vãi lâu đi con mẹ. Sau lưng nha, sau lưng nha.
Ấy, cái gì đây? Ê. Nào lùi lòng mà. Ê. Con bot. Đây, để em lùi ra, What the fuck? Con bot này đéo ai chói. Trêu bố mày à? Cho rồi. Để em lùi lòng em quay cho. Được hai. Được hai này. Vãi lều. Nó đéo được ai quay lại. Con 4 giờ vậy đéo ai chói à? Lừa. Long quẹt được 1 này. 2. Đánh đi, sao đéo đánh không? Nè, nó chạy qua đéo kịp. Long quẹt được 2 này. Được 2. Xuống luôn, quẹt xuống luôn. Cái gì đấy? Tại sao mình lại ở sâu? Ê, chết. Ở sâu đánh 8 giờ đi. Đánh 8 giờ, xong qua 4 giờ, xong lên 12. Nhiều cực. Tự nhiên phải ở sâu. Lịp bẹ. Ok rồi. Phân nữ. Không cào thêm. Khai, khai. Dừng đem. Cô dạy, Tăn luôn nha. Cô dạy nhanh lên. Không được đâu. Có sô bơm luôn đi. Hay đó. Ero mà bị nha. Vẫn xoay được nha, không sao. Ero mà bị nha. Bạn xoay được là mình đéo sống được. Mình đéo được đánh. Cứ dùng rốt đi không? Thiếu cái này còn. Xin luôn đi. Có thôi tao mà cái đấy. Từ cho thấy cái bia đã. Chết mẹ lợp. Đi con mẹ đi hết. Xoay. Xoay đi. Ủa sao không bút được ghi vậy? Tần kìa. Không bút được ghi mới đéo hiểu. Đéo gì thế? Quay vậy đi. Kéo. Cứu thằng hồi chung mọi người. Rồi. Có ai đọc cứu vô đây? Luôn nó lên 10, 11, 12 giờ đi. Kéo. Tha rồi. Luôn nó lên 11, 12 giờ đã. Rồi. Ok. Nó sớm vậy? Sao nó quay kịp? Bắt nó đánh giờ mà. Ồ, kêu xa mà cái địch vẽ nó bay luôn. What the fuck? Bắt thấy giờ. Làm sao mà chạy kịp được đồ cái đoạn đó. 11, 12 giờ thôi. À mà thôi, chiếu làm đéo rồi. Chiếu nó quần què xong. Được rồi bạn. Ừ. Bao gần cái hồi sinh được. Chạy nè. Đây kìa. Nè. Ơi. Nó nhảy đi vô gì kìa. Ờ đứng gần hết đi tao. Đứng gần hết đi để tao tự luôn. Có bố giờ. Ao ai này. Có bút chưa? Có rồi đúng không? Có rồi. Tao lại tao có bút đâu. Ông đứng gần bó đi, đừng có đứng xa. Dừng, không nên nữa, dừng. Gọi đó đi. Gọi đó đi. Dừng đây. Ao ai này. Sáu này á. Rồi nha. Rồi bước đi. Lửng mắt. Chết luôn. 20%. 19 đó. 19. Chết luôn. Yeah. Ta số 1 đúng không? À. Cái địch cầu mẹ đừng có đánh nó sớm đùa con góc 4 giờ không một ai chói luôn chắc trêu mình cái quát tập phát ôi lòng ngoài luôn em ơi một ép cho nè cứ qua đó lên kìa cứ đi vô đánh nó điểm luôn lòng em ơi chứ qua đó lên kìa còn lại cứ rồi cho rồi nam
cho bên 40 giây. Được không? Nhầm. Được không? Má lừa. Được mà, đi không lộn. Ủa chưa? Đéo mê. Đập 1 nè, đập 1 nè. Đéo tin được. 2, 3, 4, 2, 2, 3. 26 giây nữa, 26 giây nữa. 2 nè. 20 giây nữa không có. 26 giây thôi, dừng đi. 20 giây nữa không có. Từ. Ra mới đi, dừng ra mới đi. Tùng ơi, 30 phải rồi Tùng. 10 giây. À, rồi dưới đi, dưới vừa đó. Không phải được 1. Rồi dưới đi, chạy ra đây nhanh, Không rút bot nha, không rút bia, không rút quả nha. Hello. Hello. Thank you. Mà sao đam như đây không vô bot luôn nhỉ? Tại sao là phải vào sau? Không kịp. Em. Gì đâu? Không bỏ được à? Xoay. Cùng quay xoay the world. Đâu? Leo, có người bị tùm. Một đồ sau 2 đâu? Đánh bốn luôn đi. Đánh bốn đi. À hay quá, mình đã về thiên thật. Tôi xong rồi. Đánh đi. Phải rồi mày. Tôi nhớ team hay team 3 đâu có cảnh này mày. Đã hẹn bản là Lạc Pia cứu cái lầu mẹ nó bắt anh vô rồi. Diễn nó nhanh đi không sao, chạy đó. Lợi đi ra đấy nha. Tao ra rồi. Từ từ để đâu, đánh ra. Tao thằng nào mở đâu. Thằng nào mở tao đi mấy. Sino đấy. Thằng Linh, bảo. Ngu có gì chữ nha. Đừng nói để cho nó hụt không. Đi ra. Mà mình không biết cục giết, mình chia đồ lúc này, pháp sư mình 7-8 này. Ê, đơn, mình 8. Mình 8 à, mình 7 anh bắn đúng không? Ừ. Mình 7 anh bắn, 7 x 25 bao nhiêu vậy? Hả? Mẹ 7 x 5, 7 x 75, 75. Là lấy của hoặc y tá 75, đây. Đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi. Có thuật sư không? Ừ. Có đồ thuật sư không? Có kiếm sư 8 này. Vai lồ. Ai cho bé. Từ từ nha. Cho bé. Chùi ra mà bị tá này. Hệ hóng hết nha. Còn hóng hết bỏ nha. Nót đi. Nam buồn rồi. Mình phải ấn ép. Mình đâu biết được gì đâu đúng không? Gì đó mà. Cho từ 8 này đấy. Thảo chào 5. Ô bắt nó bị luôn. Không nào chào vào đây. Cho bé mình 8 đi. 8 rách vậy. Đang có 8 chưa kìa, Nam có chưa? Nam có 8 chưa? Vãi lồ kìa, chanh như của ta kìa. Vãi kìa. Mình 8. Rách rưỡi vãi lồ. Nam Nam thành đâu? Nam ở thành phố lên nào? Nam ở thành phố. Anh đang thiếu mà. Nam thành phố xe nào? Thì đây vậy anh có đâu đắc quả đâu mà. Có được sao? Ở mẹ con chó vậy. Nát thật chưa có được mẹ. Alo. Đâu? Hai thằng kia bốt muốn tóm thế nào? Hai thằng kiếm sư đâu? Thành với thằng Nam rồi. Xem nào. Chào thịnh đi. Em ấp quả rồi, em đổi lồn nữa. Có năng lượng kìa. Năng lượng ạ. Thôi, tôi đó. Thì ta. Ăn được. Đi qua số biết hay vậy? Cùng này bao nhiêu rồi ta? Dạ coi. Okay. Cái bóng giá này là hay hết. Tắt stream đi. Tắt stream đi.